Thẩm phán trả hộ chiếu cho hai nghệ sĩ Việt Nam vướng cáo buộc hiếp dâm. Xin kính chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Bản tin Online. Chúc quý vị khán giả thân yêu sẽ có một tuần mới tràn đầy niềm vui. Thưa quý vị, mới đây chúng tôi vừa cập nhật được thông tin mới nhất. Theo báo Yutimahora, hôm ngày 7 tháng 8, cơ quan chức năng đã trả lại hộ chiếu của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh sau gần một tháng rưỡi bị giữ tại Tây Ban Nha. Trước đó, hai nghệ sĩ Việt vướng cáo buộc hiếp dâm thiếu nữ người Anh ở đảo Mallorca. Trang tin Tây Ban Nha tiết lộ tòa án ở Palma, nơi đang thụ lý vụ hai nghệ sĩ Việt vướng vào cáo buộc hiếp dâm cô gái 17 tuổi người Anh ở đảo Mallorca, đã quyết định trả lại hộ chiếu của họ hôm ngày 3 tháng 8, sau gần một tháng rưỡi bị giữ lại tại Tây Ban Nha, và họ có thể trở về nước. Yutimahora tiết lộ, vài giờ sau khi bị bắt, hai nghi phạm được đưa đến tòa án, cả hai đều dùng quyền không tuyên bố, không thừa nhận bất kỳ tội trạng trước tòa. Với hồ sơ thu thập được trong lúc ấy, thẩm phán đưa ra quyết định cho hai nghi phạm tại ngoại và không cần tiền bảo lãnh, nhưng bị tịch thu hộ chiếu. Theo các trang tin tức địa phương, vào cuối tháng 6 2022, một nhạc sĩ và diễn viên nổi tiếng Việt Nam đã trú tại một khách sạn ở San A, đảo Mallorca, Tây Ban Nha. Cả hai gặp cô gái 17 tuổi ở nhà hàng gần đó và bắt đầu trò chuyện, uống rượu cùng nhau trước khi cùng nhau đi dạo trên bãi biển. Theo lời kể của nạn nhân, hai người đàn ông đưa cô về phòng khách sạn và bị họ cưỡng hiếp. Người nhà của thiếu nữ người Anh đã báo cảnh sát và hai nghệ sĩ Việt lập tức bị bắt. Tại cơ quan điều tra, họ từ chối đưa ra lời khai với điều kiện không được rời khỏi Mallorca. Vào hôm ngày 21 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng cho biết vụ việc đang trong quá trình điều tra. Theo đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã triển khai các biện pháp bảo hộ công dân, liên hệ với cơ quan phụ trách cư trú của người nước ngoài tại Tây Ban Nha về hỗ trợ thủ tục lưu trú cho hai người này, được cho là diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Thưa quý vị, và như vậy thì hiện tại Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng đã được trả hộ chiếu và họ có thể về nước. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật đến quý vị những thông tin nóng hổi nhất liên quan sự việc này. Vì thế, quý vị khán giả đừng quên theo dõi chúng tôi kênh Bản tin Online trên cả nền tảng Facebook và YouTube nhé! Hoài Linh đến thăm mộ cố nghệ sĩ Chí Tài, bất ngờ có hành động khiến cộng đồng mạng phải ngao ngán thốt lên rằng thật giả tạo. Xin kính chào quý vị khán giả, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Bản tin Online. Quý vị thân mến, hình ảnh Hoài Linh đến thăm mộ Chí Tài và khoảnh khắc đặc biệt dành cho đàn anh của nam danh hài khiến nhiều người bàn tán. Mới đây, hình ảnh Hoài Linh đến thăm mộ của cố nghệ sĩ Chí Tài rồi hôn lên bia mộ được lan truyền. Hình ảnh này nhanh chóng được bàn tán xôn xao với nhiều ý kiến khác nhau. Bên cạnh những bình luận bày tỏ sự xúc động, không ít ý kiến cho rằng nam danh hài đang làm lố, gây chú ý khi tên tuổi không còn được quan tâm như xưa. Được biết, Chí Tài và Hoài Linh vốn là một cặp bài trùng của sân khấu kịch. Cả hai đã có hơn 20 năm đồng hành cùng nhau trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp. Chính sự ăn ý và những màn tung hứng nhịp nhàng mà cả hai xây dựng đã tạo được dấu ấn vô cùng to lớn trong lòng khán giả. Trong bài đăng mới đây thì con trai Hoài Linh bày tỏ niềm vui khi danh hài nhận được sự yêu thương của khán giả. Theo đó, con trai ruột của Hoài Linh đã viết: "Chuyến đi đầy ý nghĩa và sự trở lại của bố lần đầu sau dịch tại Mỹ, thấy mọi người, thấy khán giả thương bố nhiều hơn mà vui trong lòng. Chúc mừng bố, cô Sáu và mọi người thành công rực rỡ hai đêm show. Chào bố, chúc bố bay về Việt Nam bình an và nhiều sức khỏe." Trước những chia sẻ của Thanh Vinh về bố mình, khán giả lại một lần nữa ngán ngẩm mà thốt lên rằng Hoài Linh đừng cố đánh bóng tên tuổi của mình làm gì nữa. Cộng đồng mạng đã để lại bình luận cho hành động hôn lên mộ của cố nghệ sĩ Chí Tài của Hoài Linh như sau: "Chưa hiểu lắm, sau lúc sống người ta cứ đối xử với nhau tệ bạc, xong lúc người kia ra đi rồi mới ra cái điều làm nọ làm kia. Hôn bia đá để làm cái gì khi mà lúc người ta sống chẳng thèm rep tin nhắn nhỉ, hài thật." Thưa quý vị, sở dĩ cộng đồng mạng mỉa mai Hoài Linh là có lý do cả. Bởi vì trong một talk show khi cố nghệ sĩ Chí Tài còn sống, ông đã từng chia sẻ, khi được MC nhắc đến thói quen mà anh muốn nghệ sĩ Hoài Linh thay đổi thì cố nghệ sĩ Chí Tài đã bật cười chia sẻ: "Hồi xưa Linh thích casino, thích đánh bài lắm. Linh thích giải trí, nhiều khi giải trí nhiều quá, sát giờ diễn cũng quên luôn. Lâu lâu thôi chứ không phải là thường xuyên. Linh giờ bỏ nhiều rồi, lo vui thú điền viên, lo chăm sóc cây kiểng trong nhà thờ, nhìn rất thương. Số này để lên YouTube không biết tới khi nào Linh mới nghe được. Linh nghe được sẽ hiểu, mặc dù anh không nói chuyện nhiều trên điện thoại, cũng ít hỏi thăm, là vì anh nghĩ một người tốt như Linh thì lúc nào cũng khỏe, cũng có nhiều điều may mắn tới với mình." Cuối chương trình, cố nghệ sĩ cũng nhắn gửi đến đàn em thân thiết mà có lẽ ai nghe qua cũng xúc động. Cách
đây vài bữa anh cũng có nhắn tin cho em đó Linh, để anh hỏi coi anh em mình bắt đầu làm việc từ năm mấy đó em. Anh gọi điện thoại thì anh biết em ít khi nào bắt máy nên anh nhắn tin Viber. Thì anh mừng khi thấy em nhắn lại là 1997-1998. Anh mới nhắn tiếp là: em khỏe không? Tính hỏi thăm để thấy tình cảm anh em, mà tới giờ không thấy em trả lời luôn. Em bận không sao đâu, vài bữa nữa anh ghé nhà thờ tổ thăm em. Em muốn trốn cũng không được. Anh chúc em mùa dịch này vẫn hoạt động, không cần làm nhiều. Anh nghĩ ước mơ lớn nhất trong cuộc đời em là em có cơ ngơi nhà thờ tổ để em thờ các vị tổ nghiệp của mình, những vị thánh bên hội tâm linh của em. Anh chúc em lúc nào cũng khỏe và không bao giờ thấy mệt mỏi trên con đường nghệ thuật của mình. Thưa quý vị, đó là toàn bộ những lời chia sẻ của cố nghệ sĩ Chí Tài dành đến cho Hoài Linh. Như vậy rõ ràng còn sống có thân thiết, có coi trọng nhau gì đâu mà giờ lại làm cái điều hơi lố lăng như vậy. Thế nên khán giả mới để lại hàng loạt bình luận cho hành động phản cảm này của Hoài Linh. Bữa bạn gọi mình mắc điếm tiền, nay rảnh ghé thăm nè, Linh 14 nói như vậy. Thôi chú Chí Tài mất rồi, làm ơn để cho chú yên nghỉ đi chú Hoài Linh ạ. Hoài Linh 14 tuổi, đưa nghệ sĩ Chí Tài qua Võ Hoàng Yên chữa bệnh, xong rồi về mới ra cớ sự như vậy đó. Vậy mà suốt ngày diễn trò khối người tin đấy chứ. Em tin anh Hoài Linh 14 tuổi mãi đỉnh. Trong một show nói chuyện, chú Chí Tài nhiều lần gọi điện thoại mà Hoài Linh không nghe máy. Vậy khi người ta mất thì Linh 14 lại hôn lên bia mộ. Lúc còn sống thì không thèm trả lời tin nhắn. Lúc người ta ra đi thì quay ra hôn hít. Bớt bớt lại chú Linh ơi, còn ai tin nữa đâu mà diễn quá vậy. Còn ai tin nữa đâu mà diễn quá vậy. Vậy còn quý vị khán giả, quý vị nghĩ sao về hành động này của Hoài Linh? Hãy chia sẻ quan điểm cùng với chúng tôi nhé. Minh Béo bị VTV24 đưa lên sóng, tuyên bố thẳng chuyện được giao đóng vai Đức Phật khiến cộng đồng mạng hả hê. Thưa quý vị, liên quan sự việc đến Minh Béo, mới đây trang fanpage VTV24 đã chia sẻ thông tin gây chú ý. Qua đó, dư luận có được câu trả lời cuối cùng về việc nam diễn viên này được giao đóng vai Đức Phật. Minh Béo bấy lâu trở thành cái tên bị công chúng xa lánh, kỳ thị nhất nhì showbiz. Sau những bê bối trong quá khứ, nam diễn viên vẫn thường xuyên dính phốt, cho thấy thái độ không biết hối lỗi ăn năn. Điều này khiến dư luận càng thêm bức xúc và không ngừng mỉa mai mỗi khi anh chàng xuất hiện. Chưa kể mới đây, cùng với Hoài Linh thì Minh Béo được nhận huy chương bạc liên hoan kịch nói toàn quốc 2021 cùng với ông tổ từ thiện Hoài Linh đã khiến cộng đồng mạng một lần nữa ngán ngẩm. Mới đây, đáng chú ý, Minh Béo còn khoe ảnh diện trang phục của Đức Phật và bật mí mình được tin tưởng giao đóng vai này. Ngay lập tức dư luận tranh cãi không ngừng. Bên cạnh phẫn nộ, nhiều người cho biết rất hoang mang khi một người có đời tư gây tranh cãi như Minh Béo lại được giao cho vai tôn nghiêm như vậy. Đến ngày 5 tháng 8 thì đại diện đoàn Bông Sen Sài Gòn đã lên tiếng bác bỏ chuyện Minh Béo đóng vai Đức Phật. Bên cạnh đó, nghệ sĩ Phượng Trang còn cho biết những hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội là do nam diễn viên mượn trang phục để tự mặc rồi đăng lên. Hôm qua, bên chương trình của chúng tôi cập tuần mới lấy phục trang cho các bạn thử, Minh Béo có lấy mặt thử rồi đăng hình lên Facebook. Tôi mới kêu cậu ấy gỡ bài xuống, sao mà Minh Béo đóng vai đó được? Tôi đính chính là không có, chỉ có Minh Béo mượn đồ để mặc. Trưởng đoàn Bông Sen Sài Gòn chia sẻ. Tuy nhiên, càng giải thích thì lại càng khiến công chúng ngán ngẩm rằng đây là chiêu trò PR cho nhau quá cũ rích. Sau khi sự việc trở nên ầm ĩ, đoàn Bông Sen Sài Gòn đã yêu cầu Minh Béo phải gỡ bài đăng. Dù vậy, nam diễn viên vẫn không lên tiếng xin lỗi hay là giải thích gì về việc làm của mình, càng khiến công chúng ngán ngẩm hơn nữa. Tối ngày 5 tháng 8, fanpage VTV24 chia sẻ lại thông tin lên trên fanpage có tít xanh của mình. Admin của trang fanpage đã đính kèm chú thích: bác bỏ tin Minh Béo nhận vai Đức Phật. Cộng đồng mạng nhanh chóng hưởng ứng và tương tác với bài đăng của VTV24. Chỉ sau chưa đầy một tiếng đăng tải đã có đến 5.000 lượt like yêu thích và hàng trăm ngàn lượt bình luận. Trước đó, trong bản tin Việt Nam Hôm Nay vào tối cùng ngày của VTV24 cũng đã đưa tin về vụ việc này. Biên tập viên Hoàng Dương cho biết bộ trang phục nam diễn viên này mặc rồi đăng tải lên mạng xã hội Facebook là của một diễn viên khác trong đoàn. Vai diễn Đức Phật được phân công cho nghệ sĩ Hoài Thanh từ trước đó. Đa số công chúng đều thở phào nhẹ nhõm khi thông tin Minh Béo chia sẻ chỉ là bịa đặt. Thậm chí có ý kiến cho rằng cần có hình thức xử phạt nặng tay với anh chàng này khi tung tin sai sự thật như vậy. Có vẻ như sẽ mất rất nhiều thời gian nữa để nam diễn viên có thể lấy lại hình ảnh trong mắt khán giả, và thậm chí cũng có thể là không thể nào lấy lại được hình ảnh trong mắt khán giả đâu. Bởi vì khi đăng tải và gỡ bài viết này thì Minh Béo cũng không hề có một lời đính chính và cũng chả thèm xin lỗi khán giả. Vậy nên cộng đồng mạng có tẩy chay cũng là điều dễ hiểu.